Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Techmark và mình là Thu Hà. Như các bạn cũng đã biết, triển lãm MWC 2020 đã bị hủy bỏ. Điều này làm cho các tín đồ công nghệ khá hụt hẫng vì đã trông chờ màn chào sân của những thiết bị di động mới dự kiến ra mắt trong khuôn khổ triển lãm. Trong số đó có thể kể đến là chiếc Oppo Find X2 được cho là sẽ đánh bại cả Galaxy S20 Ultra. Vậy thì liệu là Find X2 có gì ghê gớm mà có thể đối đầu với một khủng long như Galaxy S20 Ultra? Oppo đã cho dời sự kiện ra mắt siêu phẩm Find X2 sang tháng 3, nhưng mà thực sự thì vẫn chưa rõ ngày ra mắt cụ thể. Hiện tại đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh siêu phẩm này. Những tin đồn gần đây nhất cho thấy hãng sẽ cho ra mắt hai phiên bản là Oppo Find X2 tiêu chuẩn và Find X2 Pro. Cả hai phiên bản đều được trang bị con chip Snapdragon 865. Điều này khá là hợp lý bởi vì Find X thế hệ đầu tiên khi ra mắt dù có thiết kế thò thụt độc đáo nhưng vẫn chạy vì xử lý mạnh nhất tại thời điểm đó. Dung lượng RAM ít nhất là 8GB RAM LPDDR5 mang lại khả năng xử lý mượt mà hơn và 256GB bộ nhớ trong. Với việc lựa chọn RAM LPDDR5 trên bộ đôi Find X2, Oppo có vẻ đã ngang cơ so với Galaxy S20 Ultra, nhưng mà nói thật là còn hơi yếu thế một chút về mặt dung lượng nha. Trên Galaxy S20 Ultra, dung lượng RAM tối thiểu là 12GB và lên đến 16GB ở mức cấu hình cao nhất. Oppo cần phải tối ưu phần mềm tốt hơn để có thể bù đắp sự thua thiệt này nhé. Oppo Find X2 được trang bị màn hình 6.5 inch, độ phân giải QHD+, tấm nền AMOLED được đục lỗ để chứa camera selfie với độ phân giải 32MP. Màn hình có tần số quét 120Hz và tần số quét cảm ứng 240Hz, giúp trải nghiệm giải trí mượt mà hơn. Thông số màn hình của Find X2 không quá khác biệt so với S20 Ultra, nhưng mà điều đáng quan tâm là chất lượng màn hình của thế hệ S20 đang được đánh giá cực kỳ cao, hoặc thậm chí phải nói là tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Liệu là màn hình của Oppo Find X2 có đủ sức để cân được với một ông lớn chuyên sản xuất tấm nền hay không? Mặt sau của máy được cho là sẽ trang bị bộ 3 camera với camera chính 48MP, sử dụng cảm biến của Sony với tính năng quay phim 4K 30fps, slow motion 240fps ở độ phân giải FHD và 960fps ở độ phân giải HD. Hai camera phụ còn lại sẽ có độ phân giải lần lượt là 13MP và 8MP, trong đó sẽ có một ống kính góc siêu rộng. Ở phiên bản Find X2 Pro được cho là cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S20 Ultra, X2 Pro sẽ được trang bị tính năng zoom 60x. Như vậy thì thiết kế cụm camera thò thụt độc đáo mang lại trải nghiệm toàn màn hình đã không còn được duy trì ở thế hệ X2 nữa rồi. Rất có thể Oppo sẽ mang tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước lên chiếc máy này. Tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước có thể coi là thứ thiết yếu đối với một chiếc flagship. Hệ thống camera của Find X2 có lẽ là quá nhỏ bé khi mà đặt cạnh so sánh với S20 Ultra với những trang bị thuộc hàng đầu như là camera chính độ phân giải lên đến 108MP, cảm biến chiều sâu, khả năng quay phim 8K và nhiều tính năng hấp dẫn khác nữa. Đặc biệt phải nói đến khả năng 100x Space Zoom cực kỳ ấn tượng. Nhưng mà có lẽ là 100x trên S20 Ultra thì không quá cần thiết. Oppo hoàn toàn có thể chứng minh 60x là đủ vì cả hai đều trang bị khoảng zoom quang học như nhau, phần còn lại chỉ là zoom điện tử mà thôi. Phải nói là với kinh nghiệm đi trước về khả năng zoom trên điện thoại với chiếc Reno 10X thì hy vọng là Oppo có thể làm tốt với 60X của mình. Ngoài ra trên Oppo Find X còn mang nhiều công nghệ hấp dẫn không kém cạnh so với Galaxy S20 Ultra như là kết nối Wi-Fi 6 hiện đại và công nghệ sạc nhanh 65W ở S20 Ultra chỉ có 45W. Oppo luôn khiến mọi người hài lòng về công nghệ sạc nhanh VOOC của hãng. Với những gì chúng ta được biết ở thời điểm hiện tại thì Oppo Find X2 và Find X2 Pro thua thiệt khá nhiều so với S20 đó. Hơn nữa, có thông tin cho rằng Oppo Find X2 Pro sẽ được bán với mức giá các bạn đã là bao nhiêu ? Đó chính là 40 triệu đồng, một mức giá rất là vô lý so với những gì mà chiếc máy này mang lại đúng không? Trong khi giá bán của Galaxy S20 Ultra tại Việt Nam chỉ gần 30 triệu mà thôi. Có thể việc tung tin đồn về mức giá khó tin cũng như là việc đánh bại Galaxy S20 Ultra chỉ là một cách thu hút sự chú ý cho một đôi flagship này mà thôi. Và đó là tất cả thông tin mà ngày hôm nay Techmark mang lại. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.